trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tích cực, đóng góp gam màu sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế. Trong 9 tháng đầu năm, Petro Việt Nam đảm bảo sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước ở mức cao. Cụ thể, trong 9 tháng năm 2023, Petro Việt Nam đạt sản lượng khai thác dầu 7,85 triệu tấn, vượt 14,1% kế hoạch 9 tháng, bằng 84,6% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu trong nước đạt 6,51 triệu tấn, vượt 16,8% kế hoạch 9 tháng, bằng 86,5% kế hoạch năm. Khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 1,34 triệu tấn, vượt 2,7% kế hoạch 9 tháng, bằng 76,2% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí 9 tháng đạt 5,76 tỷ mét khối, vượt 11% kế hoạch 9 tháng, bằng 72,1% kế hoạch năm. Sản xuất cung ứng điện 9 tháng đạt 17,55 tỷ kW, vượt 1,2% kế hoạch 9 tháng, bằng 73,1% kế hoạch năm, tăng 45,6% so với cùng kỳ năm 2022. Sản xuất đạm 9 tháng đạt 1,30 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 9 tháng, bằng 81% kế hoạch năm, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2022.